Xin chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nhá. Thì hôm nay mình đến đây mình lại quay cái cảnh gặt lúa xong rồi. Giờ xin mời tất cả các bạn cùng mình xem nhá. Ở dưới này là bà con đang gặt đấy mọi người ạ. Đấy thì chỗ này cũng rất là đẹp. Hôm nay ở trong này là người ta gặt hết rồi. Hôm nay có gặp cả ông trùng lông bắt các mọi người ạ. Lấy đi. Ông cảnh rất là đẹp đó mọi người nhá. Như các bạn thấy đấy. Đấy thì phong cảnh đẹp mà mọi người. Ở khu này rất là đẹp nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho nó xuống nha mọi người nhé. Cho anh em nhìn qua đây một tí. Ở trong này quên đấy mọi người, bởi vì là mình lúc đặt máy bay về lai cam về thì muốn chưa đặt, lúc đặt xong thì máy bay về. Khu này là ở gần nhà mình mọi người, nhà mình ở trên này mọi người nhé. Đó. Nhà mình ở chỗ này. Đó, khu nhà mình ở ngay khu này các mọi người. Khu này là khu nhà mấy nhà hàng xóm mình. Mình không lái quen nên nó hơi bị rung mọi người. Cảnh thì rất là đẹp rồi. Hả? Giờ mình sẽ quay lại đi đóng đám hiện cho mọi người nhé. Giờ mình sẽ cho nó xuống từ từ mọi người. Mình đang bên này mọi người. Đó. Mình đang bên này. I'm walking alone in the streets là empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking but there's no time for me. I've been flying from town to town. To Taiwan.
Và bây giờ mình sẽ tiếp tục bay tiếp mọi người. Nói chung là những cái đồng ruộng này thì giờ cũng thu hoạch hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại đồng ruộng trống không, nó không như là trước nữa. Lúc chưa gặp thì rất là đẹp, gặp sau rồi nhìn nó cái màu nó khác hoàn toàn, khác rất là nhiều. Và mình đây cũng là mấy mình mới vừa sử dụng cái con Leica này nên là mình chưa biết sử dụng lắm nên là cái hình ảnh nó không được đẹp cái đấy, nó hơi bị lag đấy mọi người, nó vẫn có chấn thương nhưng mà nó bị lag, điều chỉnh nó không đúng hình, cái tay mình nó chưa thạo nên là mong tất cả bạn thông cảm mình nhé. Lần sau mình sẽ làm thật lái nó xong rồi mình làm những cái clip nó sẽ hay hơn các bạn nhé. Chán quá nhỉ. Đây thì bà con đang làm cái này cũng rất là hăng say, hôm nay ngày cưới á. Giao lộn vòng này em gặp xong hết rồi mọi người. Mình ảnh tinh này. Cái cảnh rất là đẹp luôn. Mình rất là tiếc vụ vừa rồi là không lấy flycam thì sớm. Không thì cái cảnh đồng lúa nó rất là đẹp rồi. Miễn chê luôn đấy. Nhưng mà đi khu khác thì vẫn chưa gặt đâu mọi người. Như khu cạnh giáp danh bên mình nó là đó là ở bên Xín Mần đấy. Là chưa gặt đâu. Hôm nào mà mình có thời gian mình sẽ sang bên đấy mình quay những cái phong cảnh ở bên đấy. Nói chung phong cảnh ở trên vùng cao chỗ nào cũng đẹp rồi, một khi đã lên hình rồi thì cái gì cũng đẹp. Vâng ạ, thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn luôn gặp nhiều sức khỏe nha. Bye bye.